Văn Quyết cài người rất hay. Bóng không tới vị trí Thành Trung nhưng vẫn đang là cầu thủ Hà Nội. Pha bóng mạnh của Hoàng Thịnh với Đỗ Hồng Dũng và thẻ phạt đã sẵn sàng. Trên sân thì Hùng Dũng đang tỏ ra đau đớn. Cứ mỗi một pha bóng như thế này xảy ra với các tuyển thủ quốc gia thì đều khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ rất lo lắng. Đội tuyển quốc gia sẽ thi đấu vào tháng 6. Ông cùng đội ngũ cộng sự vẫn đang di chuyển ở khắp các sân đấu để kiểm chứng các cầu thủ. Đây là một pha bóng quá nguy hiểm của Ngô Hồng Thịnh. Trọng tài đang cầm trên tay một chiếc thẻ vàng. Nếu nhìn vào góc quay vừa rồi thì đó hoàn toàn có thể là một chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Ngay khi chứng kiến người học trò của mình ngã xuống trên sân Thống Nhất thì ông đã lo lắng đến mức độ như thế nào. Ông Park Hang-seo đã di chuyển xuống đường biên của sân Thống Nhất và có lẽ là ông sẽ có mặt ở chiếc xe cấp cứu sẽ được sử dụng để đưa Đỗ Hồng Dũng rời khỏi sân Thống Nhất để kiểm tra ngay. Văn Quyết đang có những lời động viên với người đồng đội của mình, cả Võ Huy Toàn nữa. Va chạm trên sân cỏ là điều không ai mong muốn khi phải chứng kiến những chấn thương như thế này. Chính xác là ông Park Hang-seo đã tới sát chiếc xe cứu thương, nơi mà Đỗ Hồng Dũng chắc chắn sẽ phải được di chuyển tới bệnh viện để chụp chiếu ngay lập tức. Lê Tấn Tài được đưa vào sân để thay thế cho Đỗ Hồng Dũng. Một khoảnh khắc va chạm và nó khiến cho mọi thứ trùng xuống. Người đã va chạm và khiến Đỗ Hồng Dũng bị chấn thương là Ngô Hoàng Thịnh cũng đã di chuyển tới chiếc xe cứu thương, nơi mà Đỗ Hồng Dũng vào lúc này có lẽ là đang có cảm giác buồn bã nhất. Chỉ mới cách đây 2 vòng đấu, chính Hà Nội FC là nạn nhân của một tình huống đá xấu khiến Hùng Dũng chấn thương dài hạn, đội bóng thủ đô thiệt quân. Tuần vừa rồi, người cũ của họ là Hoàng Vũ Samson bị treo giò 3 trận cũng vì lý do tương tự. Thế nhưng, những án phạt mạnh tay của ban tổ chức dường như là chưa đủ tính răn đe cho các cầu thủ. Tại vòng 5 V-League 2021, trong một tình huống tấn công không quá nguy hiểm, Hoàng Thịnh vào bóng ác ý khiến Hùng Dũng bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải. Án phạt dành cho cầu thủ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là cấm thi đấu tới hết năm 2021, phạt 40 triệu đồng và chi trả toàn bộ chi phí chữa trị cho đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Sau vòng 6, Hoàng Vũ Samson bị treo giò 3 trận, phạt 15 triệu đồng vì va bóng thô bạo với thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh của SHB Đà Nẵng. Trước đó, chân sút nhập tịch cũng làm tới 3 cầu thủ khác rách mí mắt chỉ trong mùa bóng năm nay. Cũng ở vòng đấu này, Phan Thế Hưng của Nam Định cũng phải nhận án phạt tương tự khi va bóng xấu với Công Thành của Sài Gòn. Tất cả những án phạt nặng tay của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho thấy nỗ lực không ngừng để cải thiện hình ảnh của bóng đá Việt Nam. Bởi lẽ, khán giả chỉ muốn đến sân theo dõi những trận bóng đẹp, những toan tính chiến thuật và những màn đấu trí của các huấn luyện viên, chứ không phải là những pha vào bóng nguy hiểm vốn lâu nay in hằn trong tâm trí người hâm mộ mỗi khi nhắc tới V-League. Nếu không phải vì bản sắc địa phương, chỉ có đá đẹp, đá cống hiến mới là cách thức hữu hiệu nhất để kéo về người hâm mộ. Chính câu lạc bộ Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai là những người đi đầu trong phong trào xây dựng lối đá đẹp để thu hút người hâm mộ, xây dựng đội hình với những nhân tố trẻ và nòng cốt các cấp độ đội tuyển quốc gia. Hai câu lạc bộ này đã chinh phục khán giả từ những hình ảnh đẹp như thế. Thế nhưng, hình ảnh đẹp đó của các cầu thủ Hà Nội đang dần xấu đi trong mắt người hâm mộ bởi những pha vào bóng và tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát.
Trong trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 6, Đình Trọng sau khi vào sân đã có pha kéo quần Chebi Watts khiến khán giả bật cười. Dù không ác ý, suy cho cùng đây cũng là một tình huống phạm lỗi của Đình Trọng, nhưng đó không phải là thứ khiến người hâm mộ phản ứng mạnh. Trong trận đấu với SH Đà Nẵng, Bùi Hoàng Việt Anh phải nhận thẻ vàng sau pha chơi xấu đá thẳng vào bụng của người đồng đội cũ Ibukebe. Hành động của trung vệ trẻ này khiến những người yêu bóng đá đẹp càng có lý do để lên tiếng. Thế nhưng đó không phải là lần duy nhất mà các cầu thủ Hà Nội FC không giữ được cái đầu lạnh. Văn Quyết sau đó cũng có một tình huống vào bóng với cầu thủ đội chủ nhà, mà theo huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm thì đó chỉ là nhảy lên tránh bóng. Tôi nghĩ rằng cái tình huống đấy là cái thứ nhất là các bạn biết rằng là cầu thủ 93 đấy cũng là vào rất mạnh với Quang Hải, thì cái nhịp trước thì Văn Quyết cũng chỉ là nhảy tránh của bóng thôi chứ cũng chưa có một cái động tác gì. Thật ra thì những tình huống đó bây giờ cũng bình thường thôi. Các cầu thủ khi mệt mỏi, cái đầu không kiểm soát được thì họ có thể làm được tất cả những thứ. Đó là biểu hiện khi mà thể lực đi xuống. Rồi trước chúng tôi cũng vậy, khi mà thể lực mình không đảm bảo thì không kiểm soát được hành động của mình. Thì tôi nghĩ cái những cái hành động như thế thì không nên. Tại vì thời điểm này họ đang mất người rất là nhiều thì không nên làm như thế. Nếu như thẻ vàng, nếu như mà bị thẻ vàng thẻ đỏ nhiều quá họ còn mất người nhiều thêm. Câu lạc bộ Hà Nội thì cái thời điểm này thì nó đang rất nhiều ca chấn thương, mà bạn biết rằng là các đội bóng thì dựa vào ngoại binh ở cái hàng trung phong rất nhiều, mà câu lạc bộ Hà Nội thì có hai ngoại binh ở hàng trung phong đang bị chấn thương thì nó hạn chế rất nhiều lối chơi của đội bóng. Thì thành chung chỉ là giải pháp tình thế thì cái chặng đường phía trước khi mất Đồng Dũng dài lâu và Quang Hải thì mới lấy lại cảm giác bóng thì chắc chắn sẽ rất khó khăn cho câu lạc bộ Hà Nội. Sau tất cả, câu lạc bộ Hà Nội đang phải chơi thiếu những trụ cột. Nhưng nếu họ không thể giữ được sự bình tĩnh cần thiết, việc đội bóng thủ đô phải mất thêm những trụ cột khác ở những vòng đấu tiếp theo là kết quả nhãn tiền. Nhưng đó cũng chỉ là hậu quả về mặt chuyên môn. Sâu xa hơn, khán giả quay lưng với đội bóng mới là những thiệt hại lớn nhất mà họ có nguy cơ phải đối diện. Hành trình đi lên bằng thực lực để thu hút người hâm mộ của đội bóng thủ đô rất vất vả, và chắc chắn họ là những người hiểu hơn ai hết tác hại khi bị khán giả quay lưng.